cùng anh chị em và còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và đặt nhà bàn ghế của họ, người đổi với những kẻ bán củ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các vấn đề của người nhớ lại lời đã chép trong kinh thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải nhiệt tâm. Người Do Thái hỏi Giê-xu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giê-xu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nổi trong ba ngày ông xây lại được sao? Những đền thờ Đức Giê-xu một nói ở đây là những thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các vấn đề nhớ lại, người đã nói điều đó, họ tin vào kinh thánh và lời Đức Giê-xu đã nói. Đó là